Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Nhắc đến cái con game bầu cua tôm cá thì lại nhớ đến một cái tuổi thơ anh em ạ. Một cái thời mà quần rách vít vẫn ra lăn lộn trong những cái lễ hội và chơi những cái con game bầu cua và cũng khá là hay anh em ạ. Nó là một trò chơi đổi thưởng dân gian và hiện tại thì nó đã được phát triển trên những cái trò chơi đổi thưởng online và trên cái con 68 game bài này thì nó cũng phát triển cái con game bầu cua này cũng khá là mạnh anh em ạ. Anh em có thể thấy là bầu cua và bầu cua mini đúng không? Rồi thì ở video ngày hôm nay mình lại tiếp tục với cái con game bầu cua này và chơi kiếm tiền cũng như là tìm kiếm sự may mắn xem là có thú là không anh em ạ. Rồi anh em có thể thấy là cái này thì nó cũng có quy luật và công thức tôm, dê và hổ lô nhá. Rồi để phát đầu tiên xem là nó sẽ ra cái gì nào. Tôm, dê và hổ lô đó. Cái trò chơi gì cũng vậy thôi, thì nó đều có cái quy luật cũng như là cái công thức. Khi mà chúng ta đã nắm bắt được những cái cơ bản đó rồi thì chúng ta áp dụng vào chơi thì chỉ việc kiếm tiền thôi anh em ạ. Nhiều anh em chơi là anh em cứ chơi thôi, anh em không để ý và anh em không biết được về những cái quy luật và công thức đó, cho nên là rất chịu khó anh em nhá. Rồi cũng từ mỗi con dê thôi, lỗ một phát rồi không sao. Cá và tôm hay là dê và cá đây? Mình sẽ bắt cá và tôm nhá. Để xem là nó sẽ ra quy luật cá tôm hay là dê cá thì mình còn biết được, hiểu chưa? Mình mới vào cho nên là mình đang test cầu xem là nó theo quy luật nào. Rồi, có tôm nhưng mà không có cá. Cá, cua, dê, ok. Đó, nếu mà anh em nào mà muốn chơi trải nghiệm cũng như là kiếm tiền mà anh em chưa tải thì anh em mình có để link tải cái phần mô tả video nhé. Sau khi mà anh em đã tải và đăng ký thành công rồi thì nhắn tin cho chăm sóc khách hàng, họ sẽ hướng dẫn và tặng code để chúng ta chơi trải nghiệm. Cá, cua, dê, con này thì mình đang bắt quy luật này thì nó... Rồi, hai cua. Ok luôn anh em nhé. Hai cua luôn. Và phát này thì mình sẽ bắt một cá cua này, bắt cua và cá nhá. Tiếng này thì bắt cua cá hai con gần nhau này. Đấy, anh em có thể thấy là cái hũ nó đang tận 56 củ rồi. Không biết là liệu có may mắn hôm nay là liệu vớ được cái hũ này không đây. Nói chung là chơi trong con game bầu cua này thì cái tỷ lệ mà nổ hũ cũng khá là cao anh em ạ. Rồi, có cua nhưng mà lại không có cá. Có tôm, có dê anh em ạ. Tôm, cá, dê. Con này cũng sẽ đánh tôm, cá, dê này. Tôm, cá, dê. Thôi đánh luôn tôm, của cá, ba con gần nhau này. Biết đâu lại đánh phát lại ba con cu này nổ hũ sao đúng không nhỉ? Nói chung là anh em mà cứ áp dụng theo cái công thức cũng như là cái quy luật cầu kèo này thì chơi trong con game bầu cua này kiếm tiền cực dễ luôn. Rồi, có cua, có cá nhá. Có cua, có cá. Đó. Lại là... Con này đánh gà với dê đi. Gà, dê, tôm. Gà, dê, tôm. Đảo một phát. Đó, thỉnh thoảng là cũng phải đảo một tí anh em nhá. Giang lạc một chút. Thì đây anh em cũng có thể là thỉnh thoảng là nó cũng hay theo cái lịch sử cầu này. Tuy nhiên thì mình không bắt theo lịch sử cầu bao giờ, mà mình bắt theo cái vị của con xúc sắc này. Rồi, mà nó phát này thì trượt hết. Tại sao ở đấy mình thì không bắt cái hồ lô và con cua nhờ? Quá đáng tiếc. Rồi, đó. Đây đợi gì? Ok, chưa hai cá luôn anh em nhá. Ui sổ, pha này hai cá lên nè. Hồ lô và dê, pha này tôi sẽ bắt hồ lô và dê nè. Dê và hồ lô. Ui dồi ôi, nổ hũ con dê anh em ơi. Tuyệt
vời, thấy chưa? Ôi rồi nó là cái gì đây? Dê, tôm, à bắt đầu con này bắt tôm và cá. Ui rồi ôi, quá là đẳng cấp luôn. Đó, lâu lắm rồi hôm nay lại được nú hũ anh em ạ. Tuyệt vời của mặt trời luôn. Rồi lại là tôm và cá, con này biết đâu lại nổ hũ đúng không? Làm cho con dê một củ vào đây. Ui rồi ôi, may thế làm phát cái hũ là hơn 20 anh em ạ. Nào tôm cá, ôi rồi lại hai cá một dê. Đó, lúc đỏ thì anh em ơi khỏi phải nghĩ luôn. Lại là tôm và gà đi, gà và cá đi. Rồi cá con này chỉ để một củ thôi. Đó anh em thấy không? Mà hôm nay là đã vớ được cái hũ rồi. Quả là một điều tuyệt vời luôn anh em ạ. Rồi con cá đánh bé tí thì nó lại ra này. Thế chị nị. Gà này. Gà cá dê. Đó, bắt đầu nó quy luật, bắt đầu lại chạy loằng ngoằng rồi anh em ạ. Có lúc thì nó lại không theo quy luật, thì nói chung là khi nào nó không theo cái công thức và quy luật này nữa thì chúng ta sẽ chơi nhỏ thôi. Anh em hiểu không? Còn lúc nào mà nó theo quy luật và công thức thì mình định đánh to lên. Nào gà. Rồi có cá, có dê nhưng mà không có gà anh em ạ, có cua này. Đó, con này thì tôm này. Bầu. Tôm bầu. Tôm hồ lô và gà nhá. Con này tôi sẽ bắt tôm này. Hồ lô và gà. Đó. Anh em cứ nhìn vào cái vị trong cái con xúc xắc này. Và tôi thường là tôi sẽ không bắt theo lịch sử cầu đâu anh em ạ. Một số những trò chơi khác thì mình áp dụng vào lịch sử cầu, không phải cái nào cũng áp dụng vào lịch sử cầu được nhá. Rồi hai hồ lô luôn anh em ạ. Không có tôm, tiếc quá. Rồi cua, tôm. Con này bắt cua, tôm và hồ lô. Cua, tôm, hồ lô. Đó. Hôm nay là lâu lắm rồi, hôm nay lại được nổ cái hũ, phải nói là quá là tuyệt vời. Rồi, có tôm và có hồ lô nhưng mà không có cua anh em ạ, hơi đáng tiếc nhỉ. Rồi, con này sẽ bắt dê này. Dê cá và cua đi. Dê cá cua. Rồi, con này cho mỗi con hai củ luôn. Đó, anh em thấy không? Hôm nay vào đây ngứa cái hũ 22 củ luôn, 23 củ. Phát này mà lại nổ phát nữa nhờ. Ôi giờ nhưng mà hũ phát này thì còn đang bé, có chục củ thôi. Nào, chốt kèo lại có dê có cá anh em nhá. Rất tiếc lại không có tôm. Rồi, đó anh em thấy không? Cứ bắt theo những cái vị đây này. Quy luật công thức cầu kèo khá là dễ và đơn giản luôn. Ok anh em ơi, hôm nay vào chơi bầu cua mẹ nổ hũ kiếm được 30 củ luôn. Rồi hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nhé. Hy vọng thì ở video này của mình thì sẽ giúp ích được cho anh em rất nhiều để mà kiếm tiền trong con game bầu cua này anh em ạ.